Còn cái câu mà hỏi vậy chứ, chứ làm thế nào mà để nhìn biết căn cơ của chúng sanh? Cái này không chỉ được, không có ông thầy nào chỉ được hết. Cái này là phải cái người mà trị bệnh cho người ta, là người đó phải là thầy thuốc. Thầy thuốc người ta nhìn con bệnh, người ta nhìn người ta giọng tức là ta nhìn sắc mặt, coi cái vẻ mặt, con mắt nó như thế nào, nó có tươi tỉnh hay không, có hồng hào không, sự quẻ quải như thế nào, nằm sải tay ra là người ta biết người này là nóng, mà nằm mà co rúm lại là người ta biết người đó là trong người đó lạnh, dầu bên ngoài có trời nóng đi nữa người đó cũng lạnh. Thế là phải thầy thuốc mới nhìn, tôi gọi là giọng. Cái thứ hai đó là văn, người ta nghe và hỏi một vài câu, nghe cái tiếng nói của người đó nó khàn khàn, nó run run, nó thế nào đó, hoặc hơi thở ta nghe thì ta biết cái người này là cái hơi thở nó trong đó, trong cái khí quản nó như thế nào ta biết về cái hơi thở, về buồng phổi. Cái thứ ba là vấn, ta phải hỏi cái người bệnh đó để người bệnh đó trả lời. Cái thứ bốn là thiết, cuối cùng là ta phải bắt mạch để mà hỗ trợ thêm cho ba cái điều vận văn vấn đó để người ta mới nói bệnh được. Thế thì là định bệnh và nói bệnh, lâm sàng trị bệnh phải là thầy thuốc mới được. Chứ người mà không có thầy thuốc thì cho hỏi giờ tôi muốn biết bệnh của người ta tôi phải làm sao? Hồi nào giờ không có hề học thuốc bao giờ, không có hề học về y học bao giờ mà bảo rằng giờ tôi muốn biết bệnh nhân giờ mới dạy tôi cách phải làm sao? Làm sao mà ông thầy nào dạy cho được? Cho nên cái vấn đề mà nhìn người, mà nhìn căn cơ mà để mà nó thấp, người đó phải là cái người rành rẽ vô cùng về đạo Phật, người đó bản thân có chứng nhập về đạo lý, về chân lý, về sự tự tu tự hành của mình thì mới có thể nhìn người ta mà đoán căn cơ, nghe lời nói người ta mà biết trình độ, là cái người đó phải là người siêu hơn là cái người thường, tức là người thầy thuốc thì mới có thể nhìn mong văn vấn thiết với người bệnh. Còn không phải thầy thuốc thì đừng đòi hỏi cái đó, hỏi cái đó cũng không làm gì được và cũng chẳng ai dạy cho mình được. Thế thì cái chuyện mà mình đoán biết căn cơ trình độ của người ta để mà nói pháp vân vân phải là cái người vượt hơn cái người thường mới được.